Trưa 30 là coi như là sắp xếp bông với lại bánh trái để cúng đón ông bà về ăn Tết. Bàn Phật kia, bàn Phật hơi cao. Đây là trưa 30 rồi nha cả nhà. Hôm nay không có 30 là trưa 29, Tết là cúng đó ông bà đây. Rút nha, ta để sẵn hết các bàn đã. Bàn cứ được đấy rồi. Này cái đèn hồng ngoại để trồng cây hát đèn đi bị tím ông táo và táo ông ấy là mỗi cây ấy một cây thôi phải không, mỗi ba cây ba cây mỗi ba cây ba cây cái nào cũng được sẵn sàng luôn thì nào chuẩn bị rất Mẹ ơi. Dạ. Nên em mang cây này đi để vào trong này thì ông tháng quân. Không, hồi mẹ cứ đốt đi, mẹ cầm vô mẹ ấy chứ. Đẹp đốt để vào đấy mà đốt. Bây giờ đốt coi cây ngoài này trước thôi. Năm ngày vừa rồi là năm gì coi? Năm canh, à là Tân Sửu. Tân Sửu. Tân Sửu đã qua, Nhâm Dần đã tới nè. Ôn đốt sao mà bà ngoại đốt con đem vô cho bạn táo hả? Cái đó bạn táo hả? Bạn táo con để bạn con để sẵn đi hồi bà ngoại vô bà ngoại đốt. Không không con để dưới chứ ngồi. Sao thấy trời nó tối tối vậy ta? Dạ. Tối quá ta. Cắt tắt thử ra hồi vô nhà ấy thử tắt cho ba yeah. Mở cái đèn vàng rồi nè không mở cái đèn đó nó bị xanh mở cái đèn vàng nè Ni mở cái đèn vàng cho mẹ con nó trong nó có cái trong kìa sáng hơn như thế nó bị trắng con đẹp chính ơi trời người kinh chưa gặp chưa gặp hồi phương con kính lạy hoàng kim hộ khổ cho đệ tâm thần con kính lạy này kim nhiên đương tay cánh kế chi đức tâm thần con kính lạy các ngài đại cảnh thành hoàng chi hộ đại phương con kính lạy các ngài hộ phương hữu khổ như này tài thần bản quan cáo quân và tất cả các vị thần linh đang còn trong xứ này con kính lạy chư gia đang còn tổ khảo cho toàn bộ tỷ tiên linh nội ngoại họ trương vũ hoàng thanh mai là ngày ba mươi tháng trời năm năm Tân Sửu cúng ông bà trưa 30 nha cả nhà. Năm nay nhà mình cũng cúng gà luộc nè, bánh chưng nè, đồ xào, canh hôm qua, thịt kho. Hoàng kim hộ khổ cho vị tâm thần con kính lạy ngài thương thiên đương ca cho tôi chi biết tâm thần con kính lạy các ngài thành thành tình hình cho vị đại
Nguyên bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài. Cái ốc kiển này nè. Chúng con là Thiên Đức Hoàng và Nguyễn Hư Thủy cùng các con cháu kính mời ông bà nội, ông bà cố, ông bà nội, ba vị cô cô, Trương Nguyễn Quỳnh Như, Trương Quỳnh Như, Trương Quỳnh Như, Trương Quỳnh Như, và sư tí ông sẽ ăn cơm với bà mẹ mời tất cả. Hôm nay lại ông bà mà ông bà dẫn cơm chưa? Bà cố, ông bà sơn. Ở nhà thờ là bên đó cúng rồi, bà ghé hôm nay là ông thôn trả tới chơi luôn. Mọi muốn ăn đâu mà em? Đi chơi cho cô. Cái gì ba không? Có. Mình cũng được tổ tỷ đó. Công táo về luôn nha cả nhà, nay rước công táo luôn nè. Rồi, anh đại đây rồi. Ai kia kêu. Chắc bà ngoại phải đi, tóc ghế cũng quá. Bắt nghe nãy vô xong nha. Đây. Rước công táo về. Đây là bên nhà bà cố, bà ngoại của mình nha. Mình vô mình coi bà ngoại mình cúng chưa. Bà ngoại cúng xong đi lên luôn rồi hả? Bà đang ăn cơm nè. Ủa? Sao không anh kia ăn cho vui luôn? Ủa cái bông lê dơn đẹp quá vậy. Chưa đem lên bàn thờ hả? Để đó hả? Để tối uống theo thừa hả? Ủa vậy hả? Ừ. Mẹ kêu để tối uống theo thừa. Trời có hôm nay ăn cơm sớm vậy? Đợi quên kia ăn không à? Ăn luôn không đợi quên kia ăn luôn à? Nói ăn nó quá dễ nổi. Mệt hả?
Cúng xong rồi hả? Đi làm tóc về xong mệt luôn. Không mệt hả? Tóc về xong không mệt hả? Mày chưa cúng xong bên kia bà cố ăn cơm mày đó. Nói sao không đợi qua đang cơm để vui kia thôi. Cúng xong rồi giờ mình đi hóa vàng đây. Hóa cái đạp năm nay. Cả nhà xem cái đạp nhà mình nè. Trời ơi năm nay nó tuyệt vời luôn chứ mà. Rồi nó màu nó thấm. Rất là đẹp luôn. Con lấy gần một bông này nè. Zoom lại cho người thấy. Tối qua con có tưới, đem về có tưới. Có, mẹ cũng có tưới luôn. Hèn chi sáng nay nước chảy tè lây luôn. Kêu mua thuốc B1 với lại pha vô nước mà nãy giờ đâu có chạy ra ngoài được đâu mua. Chiều nay đi ghé mua thuốc thôi được. Tưới cho cái hoa nó giữ lâu nó đỡ tàn. Năm nay hoa giấy nó có cái màu lạ ha, cam cam, hồng hồng, đẹp ghê. Hoa vàng. Vàng. Đất đai như sợ sạch, vẻ nhận, đến tiền vàng, bạc nha. Bày vô xong bày ra. Này cái thùng đốt giấy tiền mới khai trương luôn, mới khui luôn. Thùng mấy năm trước hư hết trơn. Dạng như cái đất á. Bỏ cái kia luôn để cái giấy chương mình á. Dạng như cái đất vô. Cái đài trước là sao? Cái đài rồi, cái đài tới trước rồi. Rồi mới đến hôm 8 này. Ngồi cái trên ngọn gió, đừng ngồi dưới ngọn gió. Hết thành trước rồi, mới đến gia đình. Cái nhà ông 8 bà 8 sao thầy nhìn thấy bóng giống mấy nóc vậy? Tại vì anh biết sao không, bữa trước mày không cất đi mà mình cứ để thẳng luôn. Mà cái thùng sắt này thì đốt nó nóng rồi là nhớ không phải bà nội, ba má gì ba, Quỳnh Dư rồi ai đó về nhận cái tiền bạc vậy. Ừ, bé rồi. Để tiền bằng bạc để xài Tết đấy. Đến xuân về, đáng lẽ là phải đốt trước để ta đi mua sắm rồi chứ 30 này đốt ai mua xuân sắm xuân mà không để xài năm mới chứ còn mấy cái kia là mình có đốt rồi thì giờ làm túi du xuân thôi. Đẹp quá chỗ này nó cũng ngọt đẹp. Hèn chi ông nội Juna này có bà rồi thôi mình vô chuẩn bị ăn cơm.